Hello, em mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là em mình chia sẻ vẽ hoa trên móng bột nè các bạn. Bộ móng này em mình đã làm sơn xong rồi nè. Bây giờ em mình sẽ vẽ qua 10 ngón ha, vẽ theo tùy ý thôi. Tại cô khách này rất là dễ cho em mình, muốn lựa vẽ gì thì vẽ. Sẽ vẽ bông cánh tròn nè. Các bạn thấy em mình xây từng cánh nha. Mình xây xong rồi nè các bạn. Em mình sẽ vẽ bên đây. Rất là dễ các bạn, mình cứ xây từng cánh là mình ráp vô như vậy thôi. Em mày trở tay các bạn nhìn thấy không rõ ha, thì nó cũng từng cánh như mấy cánh kia thôi. Đó, còn mình muốn xây bao nhiêu cánh thì tùy mình ha. Ở đây em mày sẽ đi bông hoa bông khác nè các bạn. Bông cánh nhọn ha. Đó. Em mày đi cạnh này, em mày đi bông ba cánh. Cánh này rất đơn giản các bạn. Em mày đi ở trên xuống ba cánh nữa ha. Cái cánh nó dài hay ngắn, nhọn hay không là do mình kéo cái cỏ thôi. Xây tròn nè. Cái này mà mất bạn muốn cái cánh tròn này nó bự thì mình dùng cái cỏ bự thôi ha. Đó, lại mình đã xong rồi nè. Giờ em mình sẽ vẽ tay bên đây. Cho ra một tí màu hồng, cái màu hồng này nó hơi bị khô rồi. Khi mà màu nó hơi bị khô, các bạn biết mình kéo cái cánh bông đi nó chưa không có mướt ha. Cái bông ba cánh nè.
biết cái bông mà mình vẽ loại này nè, tùy theo màu treo nữa ha. Có nhiều cái loại treo thì nó không có ăn màu, ra cái nét nó không có đẹp. Nhiều cái loại treo thì nó ăn màu, còn cái treo em mì đang xài thì nó cũng ok. Chứ mình vẽ lên cái màu thường á cả nhà, nó ăn màu lên đẹp lắm. Em mì thì dễ lắm cả nhà, em mì dễ tay cho khách, em mì dễ chiều nào cũng được, dễ qua muốn một chiều hai chiều vậy em mì dễ cũng được, không nhất thiết phải dễ một chiều ha. Mì đã dễ xong qua đây nè, bây giờ em mì sẽ dễ rau lên ha. Cái rau này thì rất là dễ, mình dễ tùy ý thôi. Móng cái cách này thì hơi ngắn nè. Yeah, pick out a color. Mày chưa làm xong của khách này nên mày có khách hẹn nữa rồi đó. Đơn giản là mặn mình chấm à. Cái mẫu này thì rất là dễ, không có gì là cầu kỳ ha. Mì cho một tí kim tuyến lên nữa nè. Cách này thì không bỏ đai mình nha cả nhà, tại vì thường khi đai mình đó thì không phải ai cũng thích bỏ, nó cộm á. Ở đây là tay thứ hai. Thật ra mình vẽ nha, khi mà mình đi làm khách thì mình vẽ những mẫu mà đơn giản mà nhanh đó, cả nhà mình dễ lấy tiền ha. Còn những mẫu cầu kỳ thì khi nào khách yêu cầu thì em mình mới vẽ.
chấm kim tím ngay giữa cái bông một tí nha. Chấm chấm trắng như bên kia đây. Bây giờ em mì đã xong 5 ngón bên đây nè các bạn. Bây giờ em mì bỏ thấp khấu nữa là em mì đã hoàn thành xong bộ móng của cô khách này nha. Hôm nay là em mì chỉ chia sẻ đơn giản cho các bạn để cách vẽ những mẫu bông mà căn bản để nhanh gọn lẹ nè, mình dễ lấy tiền khách hàng nữa. Cái khớp treo lên em mày cho hơn vài phút nữa là xong bộ móng này. Nếu mà các bạn cảm thấy thích video của em mày á thì hãy đăng ký kênh, bấm like, share, ủng hộ cho em mày ha, để không có bỏ lỡ những cái video mới của em mày. Em mày xin chào tạm biệt tất cả các bạn.